Và để liên tục chương trình cúng tổ của nhà Ngọc Phượng hôm nay, Thanh Phương sẽ cấp vô bằng 4 câu giọng cổ trong bài Thư Gửi Miền Trung của Sơn Giả Lâm Viên.
rồi cũng có một con tàu mang em về lại với miền Trung. Đất quang xa xôi chưa mưa đã nắng, để lại Sài Gòn Sơn Nam.
Quý vị nghe một số tiết mục